Con nhà ông bà cô chú chưa? À ông bà cô chú đi. Hello ông bà cô chú. Lâu rồi mẹ con không quay cái clip con ăn cho mọi người coi ha. Bây giờ cho mọi người coi nha. Nhờ thực phẩm đủ màu. Ngày nào bé ở nhà thì bé hay luộc đồ cho Khảo ăn. Đây có cà tím, bắp, đậu bắp với lại ớt này là ớt chuông. Nó ngọt không có cay, mọi người không có vị cay với lại bí đỏ. Thảo ăn cái gì trước đây? Con ăn cái nào trước? Cái này. Hôm qua con thích ăn cái này này, đậu bắp. Thấy vậy nha. Kyle, ăn đi con. Này, mày bỏ cái gì vậy? Yummy, ăn đi. Này, cho con hai cái muỗng nè. Cái cầm thì cầm nè. Còn cái này là cái kéo. Cái kéo này mày mua bên Đài Loan á nha. Mình thích thì mình gỡ ra mình rửa được, còn đi đâu mình gói lại cho nó gọn mọi người. Rồi cái mình bỏ vô là xong. Đây. Đó, nó thành một cái kéo. Ăn đi. Ừ, nhanh đi. Rồi. Cà tím này. Cào thì ăn nhiều khoai lang rồi với lại ngày hôm qua thì ăn bí mỹ cái trái squash đó mọi người, cái trái mà nhìn giống trái dưa leo ấy, nhưng mà là cái trái bí mỹ. Cái đó là hôm qua ăn cái đó với lại bắp lơ trắng cauliflower. Hôm qua ăn cũng hết, hôm nay bốc ăn miệng đi. Yummy. Đây nè, còn cái ớt này cao cũng thích ăn nè. Mà cái này là bên hấp xong rồi bên luộc cái vỏ ngoài này ra cho nó đỡ dai. Tại vì cái bọc ngoài này nó dai lắm. Mà nó ngọt lắm mọi người, nó không có hề cay luôn á. Nè. Thiệt sự là nó ngọt. Cái ớt này là nó ngọt thôi. Rất là ngọt luôn. So sweet. Ăn rồi còn làm điệu bộ nữa Kyle. Mọi người biết không, đi chơi về cái Kyle bị đau. Không biết là do ở trên thác xịt nó nóng quá hay sao á, tại thực sự thác xịt nó nóng. Nó nóng, cái nóng nó không có như Florida nhưng mà cái nhiệt độ thì nó vẫn là nóng hơn. Cái giống như mình cứ lên xe rồi mình đi xuống, mình đi vô nhà hàng mình ăn rồi ăn xong cái mình đi ra. Trời ơi, bước từ trong mới lại bước ra nó nóng hơn. Rồi cứ nóng lạnh vậy đó. Về thì cao làm sốt 2 ngày thì bình thường lại bình thường. Cái lây qua cho chung, lây qua cho chung. Cái chung Kyle thì sốt 2 ngày với lại giống như kiểu là đau thì coi như là 3 ngày đi. Còn chung từ hồi đó về tới giờ là là 1 tuần rồi mà chưa hết. Không biết sao á, không biết sức đề kháng làm sao á. Mà gặp Kyle thì 3 ngày là hết bệnh, mà gặp chung là 7 ngày rồi mà chưa hết bệnh. À, có ăn. Kiss me. Này, cắt ra cho con dễ ăn. Hôm qua thích ăn cầm nguyên cây ăn mà sao hôm nay không ăn nữa. Hôm qua Ben luộc cho Ben ăn. Cái cao thái cái khào đòi. Rồi mà cũng ăn hết mọi người, ăn giỏi. Còn một trái bắp rồi nè. Còn nguyên một trái bắp rồi nè, hôm qua cũng ăn bắp. Buổi sáng thì ăn bí đỏ với lại ăn súp lơ trắng, nhưng mà buổi chiều thì ăn bắp với lại ăn buổi chiều thì Ben đút cơm, nhưng mà lúc mà Ben luộc cái đậu bắp cho Ben ăn với lại luộc cái trái bắp, cái khao ăn cái Ben cho khao ăn luôn. Muốn bỏ qua đây hả? Này, này Khao, con xúc ăn đi. Này, xúc ăn này. Bây giờ tập cho cầm muỗng này. Đúng rồi, xúc ăn bỏ miệng đây. Đây là có rồi nè. Ăn đi. Giỏi quá. Rồi, mẹ cắt nhỏ luôn rồi, xúc muỗng ăn đi nha.
Xong rồi rất ngon, bỏ lên đây. Có cái đậu bắp vô nó trơn á, cầm nó không có được. Wow. Tập cho Kha ăn muỗng là cũng được tháng nay rồi nói chứ. Bây giờ cái đồ ăn mà nằm trên muỗng rồi là em biết em đút vô miệng, nhưng mà xúc lên thì nó còn hơi khó khăn. Rồi, xúc ăn. Đổ hết vào trong áo rồi còn đâu nữa. Nó đổ hết vào trong áo rồi còn cái gì nữa đâu mà ăn khai không. Đó đúng rồi, thấy không, con thấy không. Rồi còn miếng nữa, còn miếng nữa. Xúc ăn này, xúc ăn này. Xúc đậu bắp ăn này. Đó. Wow. Trời ơi, xúc một muỗng bự luôn. Wow. Nhiều lắm á nha. Nhiều lắm á nha Khai à. Ăn được. Tự xúc ăn thì ăn giỏi lắm. Nhiều khi mình đút thì còn ngán đây. Mẹ giúp con xúc cái đậu bắp ăn. Cái đậu bắp ăn nó trơn trơn dễ nuốt hay sao á, thấy Cào ăn cũng giỏi lắm. Con cầm cái muỗng lại, cầm cái muỗng lại. Đúng rồi, phải cầm cái muỗng cả bàn tay như vậy. Đây này con, đó con phải đi từ bên trái qua bên phải qua bên trái. U chu cha, sao mùa muỗng đầy bỏ vô miệng luôn, giỏi quá nè. Mẹ giúp con. Khao, con phải cầm cho đúng. Đúng rồi, con phải cầm cái muỗng cho đúng thì con mới xúc được. Đây, đây, đây. Đây nè. Rồi. Rồi. Nữa vô trong miệng, nữa rớt ra ngoài. Không sao, còn nhiều. Ăn đi rồi mẹ cho, còn bí đỏ nữa nè. Còn bí đỏ chưa ăn nữa nè. Yummy. Này, mọi người biết tại sao bên phải lấy hai cái muỗng cho Khai không? Tại vì bên muốn á, là train là đào tạo cho Khai á, là ăn cái muỗng bằng tay phải. Nhưng mà nếu mà Khai cầm cái muỗng bằng tay phải nhiều lúc xúc không được á, là sẽ cảm thấy giống như kiểu là chán nản, là sẽ dùng tay trái bốc. Thì thay vì mình muốn Khai dùng tay phải thì vô tình mình lại đào tạo cho Kha dùng tay trái, cho nên chi là bên phải đưa luôn cho hai cái muỗng để là hai cái tay cùng bận rộn, rồi cái tay nào thuận á thì cái tay đó có thể xúc đồ ăn đó. Nào uống chung ta Kha. Rồi mẹ giúp không, mẹ giúp này. Chu rớt rồi. Còn á, bây giờ là bác sĩ là nói là Kyle là uống nước hay là uống sữa thì uống bằng ống hút rồi nè, không có uống bằng cái bình sữa lúc mà mới lớn mà. Cho nên chi bây giờ sữa cũng là đổ vô trong cái ly này rồi uống thôi. Bây giờ Kyle uống là uống sữa tươi rồi. Mà bên này có đi khám á, bác sĩ khác nhau, người ta sẽ có cái cách khám cũng khác nhau mọi người. Giống như mỗi người người ta có một cái lý tưởng khác nhau. Thành ra giống như có một bác sĩ là không có thích cho con nít uống sữa luôn, là nói là nếu mà mình uống này, này mẹ cho ăn bắp này, nếu mà con nít mà ăn mà đủ rồi á thì không cần uống sữa. Này con ăn sai rồi, con phải để nằm lại nè, rồi con mới ăn. Con ăn đâu có thể như ăn chuối được, Khao ăn bắp giống như ăn chuối vậy đó. Đó, ăn vậy là ăn sai, con phải ăn kiểu này đó, đó nè, con cắn là nó ra nè. Wow, cắn một lỗ bự luôn. Wow. Giấm mí. Này này, ăn hết cái này đã. Muốn cái khác ăn chưa hết, muốn cái khác rồi. Chưa hết nè, còn nè. Còn này. Con ăn cho hết nè. Không phải ăn vậy, ăn vậy. Ăn này, con ăn. Này. Cái này để cho nó dễ ăn. Đúng rồi. Rồi, nung một miệng luôn. Ăn cho bắp không được rồi, Khao nhỏ quá chưa biết ăn bắp rồi. Con
con nhỏ quá chưa biết ăn bắp thiệt mà. Đó, con cầm trái bắp con bỏ vào miệng là biết con ăn sai rồi. Sao vậy? À, không thích hả? Không thích, nhả ra. À, ăn bí đi. Bí đỏ ngon. Cái này là cà tím. Hồi mới bắt đầu ăn thì thích ăn, ăn một hồi rồi thì thấy ngán. Rồi, banh ra ghê chưa? Nè, không, cái trái ớt chuông này không biết ở Việt Nam mình có ngọt không mọi người ha. Anh nhớ thì nó cũng cay the the đó, nhưng mà ớt chuông bên này nó không có cay luôn, nó ngọt luôn mọi người. Ăn thấy nó ngọt liệt mà. Hồi nãy là Kyle ăn không biết ăn, cái bên lấy cái muỗng bên sắn ra, bên sắn cái bắp ra. Cái rồi thấy bên làm cái gì giờ làm theo. Con sắn không được đâu Kyle, khó lắm. Khó lắm, con ăn bỏ trong miệng ăn nè. Cắn vào miệng nè. Nè rồi, nè, tự làm đi. Khó quá. Thôi tự làm đi, còn mẹ đút cũng được. Bây giờ tới cái tuổi này rồi, muốn làm gì là làm cho phải được á mọi người. Bây giờ mình nói thì có những cái hiểu, có những cái còn chưa hiểu. Giống như mà làm cái gì đó mà mình nó không được, nó không được, no no, là dừng lại, là biết cái chữ no no đó là không có được phép làm nữa. Còn bây giờ mà nhiều lúc mình ngồi mình nói chuyện vậy chứ hy vọng hiểu được chữ nào hiểu. Chứ nói chứ cũng còn nhỏ đó, ăn vậy mẹ biết ăn sai rồi. Ăn giống ăn chuối là ăn sai rồi. Ăn bắp là con phải ăn ở ngoài này khá ồ. Nhìn mẹ nè. Không. Ăn con cầm dậy rồi đó. Bây giờ đợi ăn. Thấy mẹ ăn cái đợi ăn. Đó, con phải ăn ở bên xung quanh. Con ăn mà con cắn như trái chuối sao mà được. Đúng không? Này. Bắp này là bắp Mỹ mọi người, nó giòn giòn ngọt ngọt rất là ngon. Tại vì nó ngọt, Kyle rất là thích. Nè. À, mẹ bày, mẹ giúp con. Đây này. À. Đó, đúng rồi. Đó thấy không? Con ăn một lỗ rồi nè, thấy không? Đây, đó. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. Nói chứ hôm nay cũng hơi nhiều, ăn cũng được phần nhiều rồi đó mọi người. Buổi sáng mà ăn toàn cái rau củ vậy thì bay không có cần phải cho ăn cơm. Cơm thì buổi chiều ăn cũng được. À. Muốn cái gì? Này. Muốn cái này. Này. À. Chưa nuốt nữa hả? Không biết cắn được miếng nào. Còn đầy luôn thấy không? Ừ, còn quá trời. Này hết rồi. Thấy rồi, không có nữa hết rồi. À, đó, giờ mới hạ miệng này. lâu lâu mà cắn một miếng. Hên thì nó cũng chống, cũng ok. Mà xui thì nó không chống. Cô chừng cắn cái đục vô nha con. Rồi, tùy. Con phải cắn xung quanh nè. Con phải cắn miếng xung quanh này nè. Này nè. Đó, con cắn vậy nó mới đúng nè. Nó mới ra nè. Đúng rồi, thấy không? Cắn vậy là sai. Con phải cắn ở bên hông này nè. Bên hông này nè, nè. Wow. Thêm nữa nè. Wow. Đúng rồi, con phải cắn từ bên trong. Đúng rồi, giỏi quá Kyle, giỏi quá. Cắn miếng này nè. Miếng này còn nhiều nè. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi cũng y chang. Là lâu lâu là hên là ăn trúng thôi đó. Nè. Kyle, con phải cầm hai bên vậy nè. Con phải cầm hai tay. Con phải cầm hai tay, một tay bên đây, tay bên đây. Đúng rồi. Ăn bắp là con phải ăn vậy mới đúng nha. Nha. Đó, cầm lên. Cầm lên là bỏ vô miệng ăn thôi. Không cần biết đúng sai. Yummy. Nha. Đúng rồi, còn nữa nè. Gần hết rồi nè. Gần hết rồi. Giỏi quá.
Cái này ăn cũng hết rồi đây chứ còn gì nữa. Cái này còn nè, cái này mẹ giúp nè, đây nè, còn ăn được. Đúng rồi, cái này cũng gần hết rồi đây. Ngay rượt, răng không đứt biết được bao nhiêu cái. Rượt. Đây đây, miếng này còn nhiều nè. Wow, giấm mía ngon à. Nhai nuốt đi. Nhai nuốt còn miếng này nè, hai miếng, ba miếng nữa. Dụng. À, miếng này nữa. Còn miếng này nữa. Rồi, giỏi quá nè Thao, gần hết rồi nè. Còn có miếng này nữa nè. Hàm răng thiệt là lợi hại. Thao bây giờ chắc mọc được mười mấy cái răng rồi. Ở trên là 8 cái, ở dưới là 7 cái. Hết rồi. Này, xíu hoàng lơ. Mẹ hiểu lơ. Hết rồi. Cái tay con hết rồi đâu, hết rồi, còn đâu nữa? Thôi ăn bí đỏ rồi. À, còn cái gì đó, à, để coi. À, đúng rồi. Cắn trúng cái cùi mọi người. Lừa tới lừa lưa miết. Giỏi quá. À. Bí đỏ. Rồi, ăn vô nhả ra là xong rồi đó. Xong rồi no rồi hả? No chưa? Ăn cũng hết rồi còn gì nữa mọi người. Một trái bắp với ba trái đậu bắp. Còn ăn. Còn cái gì đâu? Cái này hết rồi. Còn một miếng bí nữa nè. Ăn miếng bí kìa. Vẫn còn ăn nha mọi người. Chắc cũng ăn được hết sạch sẽ đó. Nè. Coi nè, ba miếng bắp. Còn cái này là ớt chuông bên lục cái vỏ ra thôi. Còn ba cái miếng này thôi khỏi. Cái này cà tím. Hồi nãy giờ Kyle ăn cũng nhiều rồi. Ba trái đậu bắp nữa. Rồi. Đây đây Kyle, giấm mì. Ăn miếng bí đi con. Lựa đậu bắp ăn này. Lựa màu xanh đậu bắp ăn. Ăn cái này cũng ngon nữa. Ớt chuông. Ớt chuông ngon ha. Ăn xong đây, rồi con ba ăn ba cô chú đi. Ba ăn ba cô chú, hẹn gặp lại ba cô chú sau. Hả? Con bye đi. Bye. Khao bye. Trời nhìn cái góc này thấy ông lớn như nè mọi người. Mới ngày nào sinh ra mới nhỏ chút é à. Thì lớn nghe nè. Bye đi con bye. Bye nhanh lên. Bye ba cô chú đi. Không muốn ba ba cô chú hả? Muốn quay phim miết cho ba cô chú coi vậy hả? Tháo ra hả? Ok, tháo ra. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hi, Kyle hi. Hello. Mọi người thấy nè, Chun đang còn đâu nè, còn mang khẩu trang nè. Mọi người biết hôm nay là bây giờ là tháng 9, là tháng sinh nhật của Ben với lại hai người hàng xóm kia nữa tổ chức chung. Bình thường là mỗi lần tổ chức là tháng 9 này là tổ chức 3 người. Thì cái bữa tiệc này đã được lên kế hoạch trước đây 2 tuần rồi, là trước cái hồi mà Ben đi thác sệt luôn. Nhưng mà vì cái là Khao đau xong rồi Chun đau, mà Khao đau thì hết rồi. Có mấy ngày thôi, như Ben nói là Khao đau có 3 ngày thôi mà Chun đau cả tuần này rồi. Sốt thì không còn sốt nữa, nhưng mà cái bệnh này bác sĩ nói là thường là sẽ bị từ 7 tới 10 ngày. Nên là muốn chắc ăn thì cứ phải mang khẩu trang. Ở nhà thì Chun phải mang khẩu trang mà đó, nên là tối nay cái bữa tiệc mà ăn tối cùng chung với lại mấy người, mấy cô chú hàng xóm Ben á, là mọi người vẫn đi bình thường, vẫn diễn ra bình thường. Tại vì nó đã lên kế hoạch trước rồi, còn Ben với Chun thì đâu. Ben với Chun xin cứu không có đi. Thì trong những tin nhắn thì Ben nói là Ben không có tham dự được. Giống như kiểu là Ben cũng cảm thấy rất là tiếc. Hẹn mọi người qua tháng 11 tới sinh nhật người khác thì tổ chức chung. Xong cái là bây giờ anh có một cái idea, cái giống như cái sáng kiến đó là
dù sao thì Ben cũng đã mua cái quà tặng cho hai người hàng xóm kia rồi. Thành ra bây giờ là Ben với Chun thay đồ xong rồi chờ mọi người tới cái giờ ăn uống đó là 6 giờ. Nhưng mà bây giờ là 7 giờ rồi, là mọi người đã vô ngồi định hình được hết rồi. Cái tụi Ben đi vô là làm bất ngờ, như kiểu là làm surprise mấy người. Tại vì cũng lâu tụi Ben chưa có gặp lại mấy ông bà cô chú hàng xóm luôn á. Từ hồi cái hồi tháng 7 là cái cô hàng xóm chu lì gần nhà Ben á là mua đi chỗ khác rồi mọi người. Cô bán nhà cô mua đi rồi. Cái nhà mà đẹp đẹp mà Ben hay qua làm tiệc là cô mua đi rồi. Rất là buồn. Nhưng mà cái tháng đó là gặp chúng cái dịp mà hồi đó đi Washington đi Seattle á, nên là tụi Ben không có đi dự cái bữa tiệc mà chia tay cái cô chu lì đó với lại cái bữa tiệc của cô Mada. Cho nên như là bây giờ từ cái bữa đó tới bây giờ là cũng là tháng 7, bây giờ tháng 9 rồi, là cũng 2 tháng mấy rồi, mà trước đó chưa có gặp nữa là kể ra là cũng 3-4 tháng rồi. Từ hồi sinh nhật Chun là tháng 5 là tới bây giờ là biết bao nhiêu tháng rồi đó, là tụi Ben chưa có kịp gặp được. Nên là thành ra bây giờ phải quyết tâm đi ra gặp mấy ông bà cô chú hàng xóm làm bất ngờ. Mọi người cùng đi với Ben làm bất ngờ mấy cô ông bà cô chú hàng xóm Ben nha. Kèo nữa nè, ba người luôn, gia đình ba người Ben luôn. Chun thì tới chắc gặp tay vẫy tay rồi đó thôi. Còn Ben thì vẫn là ôm chào mọi người bình thường. Với Kèo nữa, cho ông bà cô chú gặp Kèo chứ cũng là 4 tháng rồi ha, Kèo ha. Kèo chưa có gặp mấy ông bà cô chú hàng xóm ha. Cái mặt thì sao mà căng thẳng thì không biết nữa. Bình thường giờ này là Ben 7 giờ là ở nhà ăn tối với lại nghỉ ngơi một chút xíu rồi. Sao hôm nay đi ra đường mà cái mặt hơi ngơ ngơ vậy Kyle? Sao vậy hả? Đi chơi mà cái mặt không vui vậy, vậy sao mặt quầu vậy? Ừ? Đấy. Ở đây, ba người nhà Ben. Kyle 2 chưa? Chân vẫn còn mà còn. It's okay, I see. Chiếc xe nó đi lui nhưng mà nó cũng thấy mình mà. Nó vừa xuống cái số, cái chiếc xe nó hơi lùi chút xíu mà. Đó, chiếc xe nó đang đi ra. Đây nè, mọi người đang tổ chức ở trong đây nè. Honey, this one looks similar to La Bamba, right? Cái quán này giống cái quán bữa trước Ben hay Ben với Jun có tới ăn sinh nhật một lần rồi. Nhưng mà này, khác. Nó nằm trong một cùng một cái khu plaza này luôn. Bây giờ nè, coi mọi người phản ứng của mọi người nha. Happy birthday! Oh, everyone, I love that is here. Hi, Lena. How are you? Hi, Steve. I'm not sick. How are you? Oh my God, thank you. This is Steve. And Lupe, thank you. How are you, honey? Hello, my darling. Oh my God, look at this sexy lady. I'm so pretty. Your card is with Bruce and Adina because they weren't supposed to come tonight. So I left it with it's them. It's okay. And you wear a little makeup. Oh my God, you look so pretty. Thank this you. Is Julie. Yeah. Hey, how are you? Hi. Hi, Mada. Hi, Chun. Đây, hai người cùng tổ chức sinh nhật Ben. Chim and Sherry, happy birthday. You both look great. Beautiful couple. See everybody having good time without me. I know. I didn't. Okay, it's time to say goodbye. I also got something. Bye. Happy birthday, Jim and Sherry. Thank you. Bye. Bây giờ đang bóng bóng nè. Không. Kyle bây giờ lại thích chơi với bong bóng nè. Đây. Rồi. Cái gì mà cứ. Này. Cầm bong bóng bay mà thả một cái là nó bay lên trời liền. Coi Kyle nè. Gì. Kyle. Bay hết lên trời rồi. Đòi yeah. Thả cho bay lên, bắt mẹ lấy xuống. Một lần phải hai cái nha, một cái không chịu. Kìa coi kìa. Rồi lại thả. Vậy đó, cứ chơi vậy đó.
Coi này làm gì đó trời. Peekaboo. Coi này, chơi với hai cái bóng bay vui cho nè. Cái mặt nó đòi, rồi lại đòi. Đây mẹ lấy cho, mẹ lấy cho. Yeah. Phải hai cái nha mọi người. Lúc nào cũng phải đòi hai cái một lần mới chịu. Kéo xuống sát tới nơi luôn nè. Nè, khỏi phần ngước lên cho cao này đây. Cầm cái này nè. Here. Yeah. Wow. Rồi cũng thả cho nó chạy lên. Đòi gì vậy trời? Đòi ba tới lấy bóng bóng cho Kyle đó. Kyle. Lúc nào mở cái tủ lạnh ra Kyle cũng đóng lại vô chưa? Đây là người đóng cửa tủ lạnh. Kyle đi ngủ nha. Đi ngủ. Kyle bye, đi ngủ nha. Bye mẹ nè, bye mẹ, bye. Đang nhìn đi đâu là bye hướng đó à. Kyle, con bye ông bà cô chú nè, tạm biệt ông bà cô chú, bye. Con bị gió. Ham chơi bong bóng rồi ông bà cô chú ơi. Kyle, con bị gió sao? Kyle, phải đòi hai cái nha, một cái không có chịu đâu. Lúc nào cũng phải hai tay hai cái mới chịu nè. Rồi thả. Thấy cái tay thả chưa?